Xin chào các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ với cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Cứ nên hẹn lên 8 hoặc 9 giờ sáng công ty chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu nhà đẹp. Và hôm nay công ty chúng tôi muốn chia sẻ các bạn một mẫu nhà phố theo phong cách hiện đại, vừa kết hợp làm showroom bán vật liệu xây dựng, vừa kết hợp để ở. Các bạn hãy nhớ lên trên YouTube gõ Kisato, ấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ mẫu nhà nào các bạn nhé. Trên kênh của chúng tôi chia sẻ rất là nhiều những cái mẫu nhà khác nhau, đặc biệt những vật liệu mới, công nghệ mới hoặc những biện pháp thi công mới, chắc chắn các bạn sẽ tham khảo học hỏi được rất là nhiều từ kênh của chúng tôi. Vì vậy đừng quên đăng ký kênh. Hoặc các bạn chưa biết công ty kiến trúc Kisato là đơn vị có năng lực như nào thì bạn hãy vào website là kisato.vn. Hiện nay công ty chúng tôi có 6 trụ sở ở Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Đồng Nai và tỏa đến tất cả tỉnh thành để phục vụ quý khách hàng. Hoặc các bạn sử dụng TikTok thì các bạn hãy vào kênh TikTok là kiến trúc Kisato. Ok, công trình hôm nay mà chúng tôi muốn giới thiệu các bạn là công trình mà chúng tôi thiết kế cho anh Bùi Văn Quyền ở khu vực thành phố Ninh Bình. Thì chúng tôi có trụ sở ở khu vực thành phố Ninh Bình, đó là huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Thì chúng tôi về khảo sát thiết kế cho anh Quyền. Thì anh Quyền có đến thăm trụ sở chúng tôi và cũng biết chúng tôi qua những cái mối quan hệ. Thì anh rất ưng ý về cái năng lực và cái phong cách thiết kế của Kisato. Trước đó thì bạn của anh Quyền đã sử dụng dịch vụ thiết kế chúng tôi và giới thiệu với anh Quyền, nên anh Quyền rất là tin tưởng để làm sao Kisato kiến tạo cho anh một công trình nó khác biệt hoàn toàn. Thì trước đây anh cũng có thuê một số các cái đơn vị tư vấn, nhưng mà đa phần cái kiểu họ vẽ rất là kiểu kiểu giống như các cái công trình ở xung quanh đó, nó không toát ra được một cái sự sang trọng hiện đại. Đặc biệt là công trình anh lại là công trình bán hàng vật liệu xây dựng và anh cũng làm trong nghề xây dựng, nên anh muốn chúng tôi thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng mà có một cái ngôn ngữ, một cái hình khối cũng như một cái gì ạ, cái thể hiện cho anh một cái showroom nó đẳng cấp sang trọng. Và đặc biệt hơn cái công trình này thì ạ, nó là gì ạ, sử dụng toàn bộ là sàn vượt nhịp, tức là không có cột ở giữa các bạn nhé. Tí nữa tôi sẽ chia sẻ các bạn mét vuông của sàn, và đây cũng là một cái điều rất là đặc biệt ngoài cái kiến trúc ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua một chút về gì ạ, về khổ đất đi. Đây là mặt bằng định vị của công trình. Thì trước đây anh có xây dựng công trình này gồm một tầng một tung, xây dựng tạm thôi, cũng móng bằng móng băng rồi. Thì công trình cũ sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn để xây dựng một công trình mới. Cái khổ đất của anh thì không được vuông vắn lắm. Đây các bạn thấy chiều ngang là 20,4. Đó, chiều bên này là 14,35 này. Đấy, đến đoạn này lại xéo tiếp như thế này là 14,9 này. Đó. Được đây thì 14,35 nhưng mà bị hụt mất 10 mét các bạn nhé. Thì hôm nay nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10 mét 3, hơn 10 mét 3 một chút ở đây, ở cái đoạn này. Chiều này lại xéo tiếp là 17,09 mét. Đó, tức là khổ đất sẽ xéo đất 3 chiều như thế này. Và anh nhờ Kisato làm sao mà ngoài cái phần mặt tiền đẹp ra thì còn công năng phải hợp lý. Thì toàn bộ tầng 1 chúng tôi thiết kế cho anh để làm showroom và để xây dựng. Thì sau này khi mà anh đưa vào trưng bày thì anh sẽ cụ thể các cái kệ hàng, các gian hàng, tại vì các cái đơn vị mà anh kết hợp ý, thì họ sẽ trưng bày cho anh các cái gian hàng, các kệ hàng rồi, nên chúng tôi sẽ thiết kế về công năng chính cho gia chủ thôi. Thì ở đây chúng tôi để chống toàn bộ là anh có thể bố trí các cái kệ hàng về gạch và các thiết bị vệ sinh đó. Và chúng tôi cũng không quên để các cái không gian cửa sổ rất là thoáng cho gia chủ như thế này. Ở đây bố trí một khu vực thang máy, một khu vực thang bộ và một khu vực nhà vệ sinh chung. Nhà vệ sinh này sau khu vực thang máy các bạn nhé, và đi ở dưới vế thứ hai của khu vực thang bộ này đó. Thì đấy là không gian của tầng 1. Các bạn này xem mô hình 3D đó. Thì được một cái diện tích rất lớn như này. Nhưng mà cái điều đặc biệt của công trình các bạn sẽ thấy là đối với công trình thông thường là chúng ta phải có một cái cột ở giữa, nếu mà chúng ta đổ bê tông cốt thép thông thường, đúng không ạ? Nhưng mà đây chúng tôi sử dụng công nghệ sàn vượt nhịp, có thể là sử dụng sàn xốp hoặc có thể là sử dụng sàn bóng, có thể sử dụng sàn hộp đó. Thì ở đây chúng tôi tư vấn cho chủ về cái công nghệ để có thể vượt nhịp và chúng ta một cái không gian rất là thoáng. Nếu mà chúng ta mà trưng bày showroom chúng ta tự nhiên có mấy cái cột này thì nó rất là vô duyên, đúng không ạ? Thì đấy là cái điểm nổi bật khi chúng tôi không chỉ là đơn vị về tư vấn thiết kế mà chúng tôi còn rất là sát với những cái đơn vị về công nghệ mới để chúng tôi đưa ra những cái sản phẩm kết hợp giữa kiến trúc và phần kết cấu cho bạn. Ở đây thì chúng tôi làm thêm một khu vực thông tầng. Giá trị của khu vực thông tầng là chúng ta thêm được cái diện tích sử dụng và chúng ta có một không gian ở giữa rất thoáng. Cái gạch chéo này là không gian thông tầng và chúng ta chỉ sử dụng là một cái tầng gì ạ, cái tầng lửng ở khu vực này thôi. Nếu có thang bộ đi lên chúng ta sẽ có một khu vực tầng lửng ở đây. Để tầng lửng này thì chúng tôi thiết kế cho anh làm kho, diện tích 55 m². Đó. Các bạn hãy xem mô hình 3D đây. Đây là cái không gian thông tầng này. Còn đây khu vực tầng lửng này. Rồi, tiếp đến là khu vực tầng 2 thì chúng tôi cũng thiết kế để chống cho gia chủ để chúng ta có thể tiếp tục làm kho hoặc là
khi mà showroom phát triển lên, chúng ta phải trưng bày ở trên không gian tầng 2 giống y hệt khu vực tầng 1 các bạn nhé. Nhưng ấy, cái khu vực vệ sinh và cái cách bố trí cầu thang chúng tôi đổi khác đi. Thang máy vẫn giữ nguyên như vậy nhưng mà thang bộ và cái khu vệ sinh lại khác đi một chút. Đó. Tiếp đến không đây các bạn hãy xem mô hình 3D. Đó. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ lên trên mặt bằng tầng 3. Tầng 3 là gia đình anh sinh hoạt, dưới là kinh doanh, còn trên là sinh hoạt. Thì chúng tôi thiết kế cho chủ là một phòng khách 60 mét vuông, rất là rộng rãi như thế này. Một khu vực bếp có ăn gắn liền phòng khách 46 mét vuông. Và bếp gì ạ? Chữ L như thế này và kết hợp thêm một cái khu vực bàn đảo cũng là chữ L. Bàn ăn thì có thể ngồi được tận 10 đến 12 ghế các bạn nhé. Nên cái không gian phòng khách, phòng bếp ăn rất là thông thoáng như này. Ở đây thì chúng tôi thiết kế một khu vực ban công phơi đồ kết hợp máy giặt và một cái khu vực rửa tay. Đấy, có cửa khép kín đi ra bên ngoài như này. Một khu vực gì ạ? Vệ sinh chung 2 mét vuông. Đó. Ở gần khu vực có thang bộ. Và tất nhiên phòng ngủ thì chúng tôi thiết kế cho gia chủ 4 phòng ngủ bởi vì gia đình anh cũng khá là đông thành viên, hai vợ chồng và ba cháu nên chúng tôi cũng thiết kế rất là nhiều phòng ngủ cho gia chủ. Phòng ngủ bé nhất là 16 mét vuông này, có vệ sinh khép kín 6 mét vuông, phòng ngủ 17 mét vuông có vệ sinh khép kín 5 mét vuông. Và đây được có view ra ban công nữa các bạn nhé. Đấy, ở khu vực này cũng thế. Phòng ngủ tiếp theo là 18 mét vuông, có vệ sinh khép kín là 4 mét vuông, phòng ngủ tiếp theo là 20 mét vuông, vệ sinh khép kín là 4 mét vuông. 4 phòng ngủ. Trong đó 4 phòng ngủ đều có vệ sinh khép kín. Và ở tầng này có một vệ sinh chung nữa. Các bạn hãy xem mô hình 3D. Đây khu vực phòng khách đây, khu vực phòng ăn, khu vực bếp cộng bàn đảo, thang bộ này, khu vực phơi đồ này, vệ sinh chung này và 4 phòng ngủ đều có vệ sinh khép kín. Đó, thì bạn sẽ thấy là khi chúng tôi thiết kế như này, chúng tôi đẩy hết những cái góc chết không vuông vắn vào các cái khu vực vệ sinh để cái vàng khăn phòng nó được vuông vắn hơn các bạn nhé. Và ở chỗ này thì chúng tôi làm bo góc đi ở phần tường để tránh trường hợp mà có những góc nhọn đâm vào nó không được hay. Đó. Rồi trên khu vực tầng tung, đây chúng tôi đẩy khu vực phòng thờ lên trên tầng tung, khép kín là 20 mét vuông, một khu vực BBQ ngoài trời và đây là một cái sân thượng rất là rộng có thể trồng rau hoặc chúng ta có thể làm nhiều cái sân vườn ở trên này. Một khu vực cà phê trong nhà, vẫn là sân phơi và kết hợp vệ sinh chung ở trên khu vực tầng tung. Các bạn thử xem mô hình 3D. Đó, rất rộng rãi thoải mái các bạn nhé. Rồi cái khu vực tầng áp mái thì chúng tôi sẽ đổ bê tông mái. Đó, kết hợp với những cái hệ lam trang trí. Chúng ta sẽ xem qua về chiều cao của công trình nhé. Chiều cao của công trình do kinh doanh lên gì ạ? Từ cốt sân lên đến cốt khung không chúng tôi thiết kế 15 phân thôi. Chiều cao tầng 1 là 3m. 3m các bạn nhé. Đó. Từ 3m này là từ gì ạ? Cốt khung không đến cốt của tầng lửng là 3m. Đấy, thường là chúng ta có tầng lửng chúng ta không lên làm cao quá. Đó. Và tiếp đến cái từ khu vực tầng lửng đến tầng 2 cũng rơi vào 3m. Lôm la là gì ạ? Từ tầng 1 đến tầng 2 là 6m và tầng lửng là chia đôi. Tiếp đến không gian tầng 2 đến tầng 3 là 3m9. Tầng 3 đến tầng tum là 3m9 và khu tầng tum đến mái nó rơi vào 3m9 tiếp. Đó, thì đấy là cái chiều cao để bạn tham khảo. Và bạn để xem cái phối cảnh 3D, một công trình rất đẹp, bắt mắt đúng không ạ? Đó, các bạn có thể thấy cái hình thể về hình khối ấy, thì chúng tôi làm cái đường nét rất đẹp giống như các bạn liên tưởng đến chị ạ, những cái sản phẩm rất là xịn sò của Apple đúng không? Của táo đấy thì chúng tôi làm theo cái ngôn ngữ đó với những cái gì ạ? Vật liệu rất là đơn giản. Các bạn nhìn thấy ở dưới chủ yếu chúng tôi sử dụng cái mảng kính, chúng tôi đua không gian sảnh ra để có thể nổi bật cái khu vực sâu zoom kính để chúng ta có thể nhìn được cái sản phẩm bên trong. Trên thì chúng tôi tạo ra những cái đường phá cách về hình khối kết hợp với những cái mảng kính và gạch khổ lớn ốp của tròi. Còn trên thì chúng tôi tạo tường sóng để có không gian sử dụng cái lô da này và nó cũng cách điệu về mặt hình khối. Và các bạn nhìn thấy các cái đường nét mà chúng tôi bo này rất là điệu và đẹp. Và tôi tin rằng công trình này lên thì nó không chỉ là một cái công trình để có thể kinh doanh nữa, là một cái biểu tượng nghệ thuật, nó khác biệt hoàn toàn so với những cái công trình đang kinh doanh hoặc những công trình nhà phố ở xung quanh đó. Khi mà sản phẩm lên thì anh Quyền rất ưng ý, hài lòng về sản phẩm này các bạn nhé. Và hôm trước thì chúng tôi cũng có về hỏi thăm gia đình. Đây các bạn hãy xem lại một cái video. Bạn thể lên trên mạng search là bạn lên mạng bạn search là gì ạ? Biệt thự vừa và kinh doanh sử dụng công nghệ sàn hộp vượt nhịp mặt tiền 15m này. Đấy. Thì bạn thấy đấy, đây là trong vòng hơn một tháng thôi. Hơn một tháng có 40 ngày chúng ta đã thi công được toàn bộ các sàn. Đấy, sử dụng công nghệ gì ạ? Sàn hộp vượt nhịp thi công rất là nhanh và mục đích của anh là gì ạ? Phải làm càng nhanh càng tốt nhưng mà đảm bảo an toàn để anh có thể đưa vào gì ạ? Sử dụng. Tại vì anh đã ngừng kinh doanh khi tiến hành thi công xây dựng này. Vì nhà anh là nhà kinh doanh thì càng chậm bao nhiêu thì càng thiệt hại bấy nhiêu. Nên chúng tôi phải nhanh chóng đưa công trình vào hoạt động.
Đó, thì bạn để xem thêm, tìm hiểu thêm nhé. Đó, đây là video thực tế thì tụi tôi quay đấy. Còn đây là cái view về 3D để bạn nhìn thấy các cái góc cạnh khác nhau của công trình rất đẹp và bắt mắt. Đây là view tổng thể chúng ta nhìn từ trên nhìn xuống. Đó, thì công trình không chỉ được những cái sàn diện tích rất rộng mà có thêm các lực, đúng không ạ? Một không gian sinh hoạt chung cho tất cả những gia đình trên một sàn, và đặc biệt là được cái không gian giải trí ở toàn bộ tầng trên kết hợp với phòng thờ. Đó, rất là tuyệt vời. Đó, các bạn hãy nhìn thấy hình khối rất đẹp và bắt mắt, đúng không? Thì đến với kiến trúc Sato, bạn sẽ được chúng tôi thể hiện những cái gì đặc biệt nhất, khác biệt nhất, đặc biệt nếu mà bạn là đang có nhu cầu về ở, về kết hợp kinh doanh giống như công trình bản quyền đây. Và công ty chúng tôi có trụ sở Linh Bình, nếu các bạn là đang ở Linh Bình có thể về trụ sở chúng tôi tham quan về những vật liệu, những nội thất, sân vườn của chúng tôi. Và chúng tôi có rất là nhiều các công trình quy mô to hơn như thế này nữa được chúng tôi đang thiết kế hoặc thi công ở khu vực thành phố Linh Bình hoặc là các cái huyện ở khu vực tỉnh Linh Bình. Đó. Thì hy vọng là các bạn đã có một mẫu nhà phố kết hợp với ở kinh doanh nữa để tham khảo. Xin chào lại các bạn những video chia sẻ tiếp theo. Nếu các bạn cần dịch vụ tư vấn thiết kế chuyên nghiệp thì có thể liên hệ chúng tôi bên dưới nhé. Xin chào. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.